Vâng, em xin mến chào tất cả các bác nhá. Và trong video clip hôm nay tiếp tục lại một cái thanh lý hàng nâng cấp của khách hàng. Thì trong vòng vài ngày qua thì có một số mẫu sản phẩm em mới thâu từ những han đẩy này, súp này, loa này và một số mẫu thiết bị em vừa mới thâu cũng em quay luôn, vì trong thời điểm này em có một số mã mà như mình đang bị tồn kho lẻ 1-2 đôi, em vẫn xả cho anh em lốt lấy vốn về các bác ạ. Thì hôm trước em quay cái Migro Dinaka thì đã hết sạch bay 20 bộ rồi. Thì hôm nay em quay cho anh em tiếp tục một bộ Micro còn hay hơn Rinaka, đó là Micro của Hàn Quốc anh nhá. Đó là mic Hyundai và mic mở anh cái tay mic này. BBS. Đấy. Mic này em bao cho anh hay luôn nhá, mua hàng khỏi cọc cạch gì đâu. Bao hay luôn, mở cái củ ra. Mở cho anh cả củ con kia kìa. Bao hay cho các bác, vì bộ này các bác mua thị trường anh em toàn bán mức giá khoảng 700 đến 750. Các bác check các bác biết. Còn em bán lấy vốn về thôi các bạn. Bạn ấy vốn về gọi cắt lỗ về đấy ạ. Nó chính xác là cắt lỗ, nó chính xác hơn. Tại vì là cái bộ mic này là cũng là của nhà hãng DB. Họ bán những cái vang, cái mic mà em được tặng. Nhưng là cứ mua 10 con vang, 5 con vang ấy là tặng một cái mic. Thì có đợt Tết tiếc em hay nhập nhiều, nhập vài trăm con một thì người ta tặng. Thì bây giờ không thể tặng các bác được. Tại vì những cái này là bán rất là đắt. Mà bây giờ em bán gọi là bán lấy vốn về thôi. Đấy. Và cắt lỗ về gọi bằng bữa một cái mic này chỉ bằng gọi là một người đi uống bia thôi. Bia uống bia nhậu thôi, tí thôi, được các bộ mic hay rồi. Mic xịn nhá. Hàng em bao chính hãng, hàng xịn luôn nhá. Tay cầm lặng lắm, lặng hơn cả dòng tay nhỏ hay thôi, nhưng cầm lặng hơn cả cái tay mà mic có không dây. Đấy, nó ngược đời ở đấy. Vì cái này ấy nó bằng thiết kế như ở gang đúc ấy các bạn. Gang đúc ấy rất là lặng không nhá. Cực kỳ lặng luôn, cầm rất là đầm tay. Và em bao cả hát hay luôn nhá. Bao hát hay. Cái mic này nhá, các bác hát ấy là hay hơn cả những bộ mic tầm khoảng hay ở dưới 3 triệu bộ mic không dây ấy. Nhưng nó chỉ có nhược điểm là nó là có dây thôi. Đấy, mỗi nhược điểm của nó là thế thôi. Còn tại vì sao em khẳng định luôn là rất là hay, vì các bác là mua những bộ này các bác biết rồi. Vì thị trường anh em bán nhiều, chẳng qua em cứ tập trung vào cái giá mà em bán giá tốt cho anh em chơi thôi. Đấy. Thì bộ này em tổng cộng khoảng độ 25-30 bộ. Các bác nhá, 25-30 bộ. Nghĩa là một bộ của nó là chỉ có một tay mic và một các bác mua theo tay nhá. Một tay các bác mua chọn các bác gia đình MH gọi là nhiều thì bác hai người hát thì bác lấy hai tay, còn một tay cứ 380.000 đồng một tay này. Các bác nhớ 380.000 đồng một tay sản phẩm mic chính hãng của Hàn Quốc, Hyundai hoặc BBS nhá. Đấy, đỡ còn mua những bộ mic gọi là loại 1, loại 2 thị trường gì nó mệt người các bạn. Hàng xịn luôn, xoáy cả củ các bác xem thoải mái luôn nhá. Cầm đầm tay lắm, hát hay mượt. Bác nào hát âm ly thì hát bộ mic này thì nhất là đỡ hú này. Cái thứ hai hát nhẹ nó bay này, hay này. Nó có hai kiểu. Tại vì nếu mà anh em lấy cả một đôi ấy thì em sẽ đựng trong hộp này này. Còn đây hoặc hộp này này, tại vì nó có hai kiểu hình thức hộp. Nghe Hyundai nó sẽ có hộp này này, một đôi này, trường hợp bác lấy một chiếc thì em cũng em sẽ đóng theo hộp riêng, các bác nhá, đóng theo hộp riêng. Thì tùy, nói chung cái hộp này cũng không để làm gì cả. Để có thì em cho mà 380.000 một chiếc các bác nhá. 380.000 một chiếc. Đấy. Một chiếc thì gồm cả dây, bây giờ các bác thật sự các bác tưởng tượng bác đi mua cái dây thôi đã 150 rồi. 150 rồi. Em bán đi vốn về thôi, còn bình thường các bộ này các bác cứ mua, các bác cứ gõ YouTube mà xem. Các mua những bộ này toàn có 650-700, không có giá này đâu ạ. Thì một bộ mic người ta cũng như bán như bình thường 650-700 là người ta lãi được khoảng của bác 200-200. Nhưng đây là em bán cắt lỗ về rồi. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ nhá. Giá này giá tốt nhất của đất nước Việt Nam luôn. Các bác đừng hiểu nhầm, em để cạnh đây là em đang để hai chiếc, bác lại nghĩ là giá này của hai chiếc, không có đâu. Đây là giá của một chiếc nhá, giá của một chiếc thôi, như thế này này. Đấy, một tay, một dây này dài mấy mét thế nhỉ? Nó khoảng 5 đến 7 mét gì đó, em ngồi ấy. Đấy, dây đi cùng luôn, dây xịn sò luôn nhá. Dây xịn đi cùng luôn. 380.000 trên một bộ. Cái bộ này ấy, nó còn hay hơn cả bộ Diaca cũng chưa em bán đâu bác. Nhưng bác mà mua Diaca thì hết hàng rồi cũng nói. Cái giá này anh em thợ mua về có công, tại vì anh em đi nhập cũng không có giá này, nói thẳng luôn cho nhanh. Anh em đi nhập cũng không có giá này chứ đừng nói chuyện bảo em bán. 380k một bộ này nhá. Bán cả giá này thợ mua cũng phải giá này luôn. Hôm trước em bà đăng Diaca lên có bác thợ lấy 4-5 con. Vì các bác anh em đi nhập hàng anh em sẽ biết rồi đúng không ạ? Chứ không phải là em nên em nếu có lời thì em bảo em lời một tí công, nhưng cái này không bán không lời. Nói rõ luôn, 380k một bộ nhá. Đấy, các bác hát gia đình là chỉ bỏ ra giá tiền nó khoảng hơn 700, gọi là 740 à.
đúng không? Ừ đúng, 7.6 là bác được một đôi ta, hai đôi tay rồi. Đỡ phải đi mua những cái dòng mic có không có dây trôi nổi, hay những dòng mic không dây mà trôi nổi hát cũng hay bằng bộ là Hàn Quốc này đâu, Hàn Quốc này nhiều không nhá. Số lượng này có mấy chục bộ đấy các bạn, mấy chục bộ. Em mấy chục chiếc ấy, mấy chục chiếc ấy, số lượng không nhiều đâu. Để bán xả hết cho bác anh em chơi. Còn bác lấy một đôi thì em đây, bán cho bác này. Cái hộp này có nhiều không? Hôm nay trên kia hộp này nhiều. Không nhiều. Cũng không nhiều. Đủ hơn thùng. Hơn thùng thì không nhiều lắm. Nhà các bác thích lấy cả bộ thì đây trong đây, vali hạt nhân này. Cái Hyundai thì sẽ có hộp này. Đấy. Còn cái BBS thì nó sẽ hộp này. Thứ hai hộp không quan trọng, em đang nhấn mạnh nó sẽ đựng trong cái này, hộp nào thôi đây. BBS đây. Cầm đầm tay lắm. Quên ở đây có cân không? Cân lên nó biết xem nặng thế nào. So luôn cả tay mic này luôn, nặng hơn cả tay mic không dây luôn. Tay mic không dây cầm không nặng bằng tay này luôn. Đây, cầm cái mic không dây. Nó cầm luôn này. Cái tay mic không dây này, à quả này. Trông này thôi, nó bằng hợp kim nhôm. Nhưng cái này nó nhiều đúc ý, nặng lắm các bạn. Cầm đầm lắm, tiếng mic nó hay. Chụp nó như chụp chua vậy, tiếng cực kỳ hay luôn. Nhá. BBS B100, đấy bác gõ luôn nhá. Cái đắt tiền lắm. Ok. Hôm nay review đầu giờ đó. Tại vì hôm nay muốn quay nhanh tí, đây bờ đang buổi trưa các bạn. Để em cho anh em về nghỉ ngơi. Rồi sắp tới em sẽ xả liên tục các bạn. Rồi xong nào, xong cái lô mic này nhá. Vì em muốn quay luôn đồ mic đầu video để các bác biết được, nắm rõ được để anh em đặt hàng. Đấy. Săn hàng nhau nhá, 380.000 bộ thôi. Hôm trước bác nào mua cái bộ này nhà em rồi bác thông cảm nhá, hôm trước thì mình vẫn bán bình thường. Nhưng hôm nay em muốn bán lốt lấy lộc cho anh em trong clip này thôi. Tiếp theo là cái gì đây? Con vang chủi lên. Con vang PS thì giá bao chưa? Vang PS SV20. Con này trông gì ạ? Hàng lướt này. Đấy, hàng này mua nhà Hiếu Minh nhá. Tem này em. Thì bác gửi lên bác đựng vào cái hộp mic này. Giá 850.000 đồng. Con này thì có tích hợp Bluetooth, cổng quang, echo, reverb đầy đủ quá nhá. Tất nhiên reverb dòng này thì reverb tương đối. Thì dâu anten đâu? Có. À đây. À, bác chủ gửi lên đầy đủ phết này, có cả dâu anten cả vít luôn này, điều chỉnh này. 12 giờ rồi sao bảo các ông kia ấy về trước thì đến đúng giờ không anh đấy? Phải không? Đấy, 12 giờ 6 phút em xong gọi cho các ông về trước đi. À ông Tiến sao gọi cho một ông phụ ơi. Ông Tiến về trước, chiều ông Tiến đến ông sắp xếp đóng hàng. PS SV20 nhá. 850k. Đấy, ok. Là cái mẫu này quá quen thuộc rồi nên em không quay nữa. Cho anh con đẩy đi Tiến ơi. Quay nhanh đi. Chưa. Em quay sẽ hơi nhanh tí, anh em mua hàng chốt nhanh nhá. Đây cái buổi trưa quay. Việc nhiều lắm ạ. Hàng bao lô loa các bác xem em quay nhà hình thì em đã quay đến đâu các bác đâu. Tiếp theo đây con đẩy bãi nhá. PA2008, con này là Enbasi. Dibasi bác nhá. Con này sử dụng mạch có mạch thi kiểu mạch LA. Con này ấy, thì mọi thứ zin hoạt động ok, nhưng cái nắp ấy là nó hơi xấu nhẹ thì trên nắp này. Mặt mũi đẹp nhưng cái nắp này là nó hơi xấu tí. Con này 2 triệu nhá, công suất là 800W một kênh. 7-800W một kênh, 2 triệu đồng, con để bãi. Rồi ok mời ạ. Còn nó đang bị là chiết áp sụt sạt nhẹ. Thực ra cái này vệ sinh là hết thôi nên nó không được tính là lỗi nhá. Vì là đây là em quay cho bác này, chủ gửi cho em này, nguyên mộc này. Về anh em tự vệ sinh nhá. Vì đang nói anh em mở ra kiểm tra mà. Về lấy cái chổi con quét đi sạch cho em là được. À, bao zin bao xịn nhá. Qua chọn sò LG nên tiếng rất là hay. Qua chọn sò LG nhá, tiếng rất là hay không nhá. Chọn sò LG VK nên tiếng cực kỳ hay luôn bác nhá. Thùng 8 tụ. Đấy. Zin đét luôn. Đấy. Và em để mộc riêng con này, em sẽ để mộc này về anh em đang nói anh em mở ra xem thoải mái. Xong anh em vệ sinh đi. Vì cái con để bãi này các em bán là hàng em bao zin rồi. Nào Tiến nhấc lên cho anh. 2 triệu đồng em này nhá, thì em Hiếu Minh sẽ giúp các bác là cũng như những cái vết xước này là em sẽ tuốt tát cho anh em nhá. Tuốt tát cho anh em một tí nó đẹp nhá. Những vết xước chảy nó han này. Này nó có vết đâu, nói chung về các bạn đẹp phết, chỉ có mấy cái điểm này là cảm thấy nó xước tí thôi. Hàng bãi này là đẹp rồi. Chẳng qua là nó đẹp hơn thì nó được giá thì em sẽ nhập cho chủ cao hơn một tí. Nhưng nó gọi là phẩy hơn thì em nhập là kiểu giá của phẩy hơn đấy, kiểu nào Hiếu Minh làm được đấy bác nhá. Giá 2 triệu đồng em này bác nhá. Ok được rồi, cho đẩy tiếp theo lên đi.
cho vào trong đi, bây giờ luôn vào trong đi em, chưa đến bắt anh Yên, chưa rồi. Vừa lặng quá. Vừa lặng khoảng bao nhiêu cân ông Tiến? Vừa lặng 30 cân không? Hơn 30 cân hết rồi này. Để khách chửi lên cho em này. Số điện thoại của khách đây. Đấy. Gửi cho em đẩy lên cho em. Coi đẩy Việt Nam nhưng coi lặng lắm, nguồn nó to. Chạy tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16, 32 là 64 đèn. Nghe con này anh em vừa đánh được hai cặp loa ấy nhá, hai cặp loa 40 luôn đấy. Hai cặp loa 40 luôn, con xe 28 sản xuất tại Việt Nam. Nhưng mà con này ấy, trước đấy anh chủ anh dùng là dùng được, chạy bình thường, nhưng mà anh gửi cho em ấy, đến cho em ấy thì hiện tại nó đang bị mất vế đây, nó phải cháy hay báo đèn mà mất vế đây nó không có điện vào ấy. Thì đây là anh thêm anh em thợ lấy con này có công nhá, nói rõ luôn này. Anh em thợ lấy con này có công, tại sao nó có công? Vì nó chắc là nó lỏng đâu ấy thôi. Em chẳng có thời gian dò. Nó chẳng có thời gian đâu vậy. Đấy, nói rất chân thật luôn nhá. Nghĩa là cái con này em kiểm tra rồi, không bị phải bị cháy chiếc hỏng cái gì cả, mà nó bị lỏng ở điểm nào đó thôi. Về anh em lấy đồng hồ anh em đo. Anh em lấy đồng hồ đo cho em. Đấy. Thì hiện tại em đang kiểm tra test ấy, thì bị mất một vế, nhưng một vế này là nó bị mất tín hiệu ấy. Nhưng nó không nháy đèn luôn, tại vì bình thường nó bị lỗi nó sẽ bị nháy đèn. Vì kinh nghiệm em làm em biết. Nên là con này giải thích rất rõ nha, là hiện tại em bao zin bao xịn hết này. Bao zin bao xịn hết này để gửi Việt Nam nhá, nhưng bao zin bao xịn hết này. Nhưng gửi đến đây có thể do người ta qua người ta vận chuyển bưu điện con quật ấy, nó lỏng ở đâu đó, nó tuột cái gì đó về anh em lấy đồng hồ anh em đo. Vì bây giờ nó cũng rẻ lắm rồi. Nên không có thời gian để xử lý cho anh em đâu. 1 triệu đồng em này nhá, chạy 64 đèn, bàn đồng giá 1 triệu đồng các bác, không mua nổi cái cục nguồn hai cục nguồn này đâu. Hai cục nguồn to này đắt lắm các nhá. Vừa trong nhiều hàng thì sống hoạt động bình thường, mà là do người ta vận chuyển đến cho em nói rõ rồi. Do bác chủ vận chuyển đến cho em, vì em gọi video cho bác ý rồi, trước khi bác gửi cho em. Vận chuyển đến cho em là quăng quật xong nó tuột cái điểm nào đó thôi, về anh em lấy đồng hồ đo. Nói chung anh em kiểm tra, còn không phải bị sửa chữa gì đâu. Ok chưa? Cái con này này em bán thợ, khách lẻ em không bán, vì anh khách lẻ anh em này các bác lại mang ra ngoài thợ, anh em thợ lại chặt chém giá cao sửa lên thì khó. Riêng con này là em bán thợ nhá, anh em thợ lấy về có công. Đấy, nói rõ quan điểm luôn nhá. 1 triệu đồng là anh em có thợ có công rồi, vì nó chỉ bị tuột ở đâu thôi, anh em về cắm lại và là về bán lên khoảng 1,5-1,6 là có công. Rồi bỏ ra đi. Phải lặng lắm. Ba mấy cân to đùng, anh mạng sai bao u. Rồi cho quả súp này lên đi. Đây, tiếp theo quả súp hơi, lâu lắm thâu quả súp hơi bác này. Lâu lắm thâu quả súp hơi bắt 25, nhưng mà từ 200 bác nhá. Từ 19, từ 200. Bắt 25 nhưng từ 200. Coi 76, giá 1 triệu 8 quả này. Bắt 25, nhìn lên. Bao zin luôn nhá. Quả súp này thực ra là quả súp nhà Hiếu Minh. Bác chủ bác dùng được 4-5 tháng, 5-6 tháng rồi, em thâu lại. Hàng dính đét nhé, hàng nhà em mà từ cửa keo dính đét luôn nhé, màng rất dày, cái gân này gân cả là gân cao su các nhá. Thùng gỗ ván ép chống nước, vẫn ngoài mưa ngoài nắng mà trở thoải mái. Model của nó là cái căng nó đâu đấy, vẫn cái căng đây. Model của nó là A còng bắt 25 nhá. Anh em đánh không gian tầm 20 anh em mét thì lấy con này, có 1,8 triệu thôi. Hôm trước em bán cho bác thì là 2,4 triệu, thâu lại trừ hàng mấy trăm vì nó đến ngưỡng rồi, nó không để là rẻ hơn được nữa rồi. Tại vì là từ to sang sau đây con đánh đẩy nhỏ là đánh được các bạn. Công suất hoạt động là 300W này, cũng như 129 dB, súp 10Q, một dòng súp đến từ thương hiệu của Mỹ các nhá. Ok xong rồi ạ. Tiếp theo cho đôi B3X8i lên đây. Hôm trước em quay có hai đôi X8i nhưng hôm nay có hai đôi này. Tại vì hôm trước là hai đôi quay nó hai đôi trạng thái khác nhau. Thì ở trong kho em còn hai đôi nữa, em quay lốt cho anh em 2,3 triệu một đôi. À 2,4 triệu một đôi, xin lỗi ạ. 2,4 triệu một đôi bán này bán giá lỗ luôn nhá. Nhập trở giá này ạ. Bình thường anh em mua đôi này là giá là lên quanh khoảng bao nhiêu? Giá lên quanh khoảng 3,5-4 triệu tùy lời bán. Hôm nay bán này bán giá lỗ luôn, anh em thợ nói là thế biết, anh em nên xem là anh em biết rồi đúng không ạ? Anh em thợ nhập cái giá này đâu ạ? Chỉ nhập những quả loa này vào nó cũng sẽ xuất 3 triệu rồi, 3 triệu 3,1 triệu rồi. Hôm nay bán cắt lỗ cho anh em vì bán hết lô rồi. Thì tại sao là hôm trước lại không quay luôn đồng bộ, vì hôm qua hôm trước cũng nhiều hàng quá. Nên không quay được, thì hôm nay em quay vì này em muốn là lọc theo thằng tôi này.
vì cái độ màng này, hàng thì zin đét hết nhá. Đây này, lần lên tất cả hàng em bao zin bao xịn nhá, bao zin bao xịn bao đẹp luôn nhá, bao đẹp luôn. Chẳng qua là tại sao, vì là em muốn chọn theo đôi này, vì gõ đôi là nó kiểu để ngoài nhưng mà nó bị cái không phải cái này là do thời tiết ấy, thì cái màng nó cái màng này là màng nó ngả màu các nhá, ngả màu này. Đấy, cái con này màu nó sậm sậm này, con màu hơi vàng hơn, em chọn nó theo đôi nó màu ấy. Đấy, kiểu mỗi vậy thôi, dưỡng đẹp lắm, gân này dày quịch nhá, thẫm dưỡng luôn. Cái dưỡng này dưỡng keo, dưỡng là dùng trọn đời, không phải lo kết dưỡng đâu nhá, tại vì là cái dòng này ấy, nó dưỡng của nó là dưỡng đặc có nhá, dưỡng đặc luôn này. Hàng bao zin bao xịn nhá, 2.4 một đôi, đẹp đẹp luôn nhá. Đây là một đôi này, để em muốn chọn là kiểu cùng màu ấy. Đây là một đôi này, 2.4 một đôi, zin đẹp. Bê bái cả mi xây đằng sau và nhấc lên đằng sau cái này, thùng gỗ ván ép, đôi này trợ lời tuyệt hảo, hay nhất trong lúc trợ lời rồi. B3X8i thì là thương hiệu của Đức các nhá, công suất hoạt động là 80W và độ chở 8 ohm, trọng lượng 7 kg, nhận đến 94 dB các nhá. Đẹp luôn, đây là cái vết bẩn em chưa lau, cái này là lấy rẻ lau cái này hết luôn nhá, cái này đánh chơi ít xà bông vào tẩy sạch cái này hết luôn các bạn. Ok, có hai đôi thôi, đây là hai đôi cuối cùng tại cửa hàng Minh Auto, từ bây giờ là hết hàng rồi. Kia rơi bát rồi, ông kia kia đặt lên bát à, nhéo nó rơi bát rồi. 2.4 một đôi các nhá, rồi cho đôi Eric lên đi. Tiếp theo là đôi Eric bát 25, đôi cũng nhà em luôn các bạn, đôi nhà em, thử đôi cuối cùng em thanh lý cho anh em. Hàng em bao zin nhá, lưu ý này, hàng bao zin có 3.3 một đôi thôi, 3.3 một đôi. Nhưng tại sao lại rẻ như vậy? Nó có nguyên nhân, tại vì chỗ này này, cái lón của em bị móp xong rồi, nhà em đã gẩy lên này, giật lên này. Giật lên thì đây đấy, mỗi vậy thôi, giật lên này, mới là dán này, chấm ít keo thì cái lón ấy, đây bác nhìn này, xong em ở đây này, em lấy cái kim em chọc vào, em đẩy kéo lên để móp lón, rồi móp to xong giật lên thì nó bị mất một chòm này thôi, hơi xấu một tí này thôi. Bình thường bán đôi này là giá 5.5 triệu, cái này bán 3.3 thôi, zin hết nhá, zin hết lưu ý nhá, mỗi vậy mỗi điểm này thôi nhá, còn zin hết nhá. Đấy, lưu ý cho em các bác anh em nhanh tay ạ, nhanh tay nhá. Cái giá này nói thật sự các bác đi, với các bác đi mua đôi thùng gỗ này của em thôi này, Hiếu Minh rồi, đã khoảng 2 củ rồi, anh em đi đặt thùng gỗ mà xem, 2 củ này. Em chưa nói đến cái vấn đề gọi là cái bát xịn, rồi chép xịn, không nói phân tần nữa. Cả phân tần đã hơn 1 triệu, đang ngồi chuyện là nghĩa hàng bình thường nhá, không nói đến hàng hãng luôn nhá. Đấy, phân tần Eric nhá. Đấy, đều bát 25, full. Nhức anh tiếng sau cái nào. Sao hôm nay xuống muộn đấy? Đây, Eric MK310 nhá, thùng gỗ ván ép, đây phiên bản đời thùng gỗ bác nhá. Bản đời cao nhất, à xin lỗi các bác, đây cái chỗ này đúng rồi, con cuối thì nó chỗ này bị mẻ tí, mẻ nhựa hậu đấy, đúng rồi. Đấy, không có lúc em bán giá này rồi bán nó giá lỗ rồi, nói chung là nhập cũng giá này, nói thẳng luôn đấy, vì em bán cả một lô em 560 đôi nên là em chấp nhận lỗ không sao cả. Đây nó bị xuất cái đây tí này, cái nhựa nhá, năm nhựa mỗi vậy thôi. Đấy, hết rồi, mỗi vậy là hàng zin luôn nhá, có hai điểm nào gọi là có hai điểm trừ em nói rõ rồi. Căng đây đẹp luôn nhá, căng nghe đấy phải đẹp long lanh luôn. Ok chưa? Rồi cho vào đi. Ôi rồi. Tối à? Tiếp theo trời đi. Cái con gì đây? Ở đây là đêm champê. Đi ra của anh ra đi. Một con vang đêm 500p. Vinh với cả tóc xanh ở lại hỗ trợ anh đi, em đi. Ông tí vào muộn, em vào muộn cũng được giúp anh tí. Quay gần xong. Không, em với cả ông này, ông tóc xanh đi ship. Còn đâu hai ông chính đi về đi. Để đấy. Đi về tí đến chờ đến để tôi để còn làm những cái việc chính. Không. Ông cỗ bàn gì tôi không biết, ông qua để cả đống hàng của tôi trên đấy ông ở để chiều ông nghỉ. B thì B, chiều bao việc.
Trước mắt các bác là mẫu vàng số DB500P. Con này thì con hàng lướt thôi nhá. Hơi bụi bặm tí. Hơi bặm tí nhá. Thực ra cái con này là con nhà mình test hàng. Cái hàng lướt này, cái bán vốn về. Giá 7 triệu nhá, bình thường bán con này 3,8 triệu nhá bác nhá. Thì bác mua con hàng lướt này bán sale cho anh em rẻ 1 triệu. 2,7 triệu bác nhá. Con vàng D500P, con vàng số có tích hợp Bluetooth cổng quang. USB đầy đủ. Đây, xem sau nè. Chúng con này thì quá quen thuộc rồi các bạn, hàng chuẩn mới nhá. Còn đầy đủ theo sách này. Thì đây em test thì có cái dây nguồn thì nó hơi dính vào tí bụi thôi nhá. Dây nguồn đi kèm còn đây này, em chưa tháo điều khiển luôn này. Nguồn này, anten này, tháo bên cáp này, anten này, đầy đủ luôn. Ok. 2,700,000 đồng thôi nhá. Bảo hành 1 năm thôi nhá. Thì nó là hàng mới tinh mà. Hàng mới tinh luôn nhá. Hàng mới tinh luôn. Hàng mới tinh nhưng mà kiểu mình để mua một tí bán rẻ đi thôi các bạn, 2,7 triệu. Mày ở các cửa hàng các nhánh nhà em có nào để mua em bán lốt cho anh em lốt thì vốn về. Bỏ vào trong đi, nhét vào trong đi cho thằng Vinh đây nó biết thôi. Vinh gửi cho anh. Tiếp theo là bộ micro đi. Bộ micro hàng mới tinh nhá bác nhá. Bộ micro mới tinh đập hộp của Beyer. Beyer BS 9100 phiên bản đời cao nhất của Beyer. Cái này hôm trước em đã quay rồi và hôm nay em tiếp tục review đến tận anh em. Thì bộ Beyer này thì hiện tại anh em trên trường đang bán khoảng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Đến 5 triệu rưỡi tùy nơi bán. Còn hôm nay thì mình sell cho anh em này. 3,2 triệu hàng mới nhá. Hàng mới tinh đập hộp đấy nhá. Đây này em bỏ sắt một con thôi, em bỏ em tụ bọc túi ra đấy. Hàng mới tinh đập hộp ạ, 3,2 triệu giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Nghe giá bao rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Beyer BS 9100. Đấy, hàng mới luôn, quá đỡ khỏi trường bãi vì hàng bãi mà có mua cứ 2,5 triệu 6 làm gì. Nó chơi luôn bộ mới này bác có dùng chán chê em thâu lại các bác. Cũng 2,5 triệu 6 thì cần gì phải chơi hàng bãi làm gì nữa các bác ạ, đúng không ạ? Đấy, ok, cất vào đi. Tiếp theo ấy đi. Tiếp theo ở cho nó mic lên. Tiếp theo sell cho bác bộ micro mới tinh của chính hãng để ốc này vào này ấy. Bộ micro của BS hàng mới tinh đập hộp. Bóc cho anh nào. Bộ ở trên trường em đang bán mức giá là 2,2 triệu đến 2,5 triệu. Thì mình hôm nay sell cho bác mức giá này 1,7 triệu bao cước nhá. 1,7 triệu bao cước trong này. Độc nhất trong này luôn. Bộ này thì tiếng nó rất là hay, lịnh giọng hay. Mà đằng trước thì sẽ có siêu bác nhỉ. Có rất nhiều bác mua nhé, bảo sao tôi mua hàng mới mà sao cái mặt này nó cũng mờ gì. Hay nó có vài vết xước như kiểu em để con tay này em xước ra. Xin lỗi các bác là bác để ý cho em này. Đây. Bao giờ mic nào cũng vậy, đã bán hàng mới nó sẽ có siêu này, bác nhớ bác thích bác về bóc cái siêu ra nhá. Để lưu ý cho em cả, em bán những cái bộ mic nhiều khi bác bảo mua bộ mic mới mà cứ bảo là sao nó cứ ở mờ đây này. Thực ra đây hay xước này thì cứ ra đây này có siêu này bác nhìn chưa? Bóc cái siêu ra nó mới tanh luôn. Vì nó có siêu hàng mới tinh mà. Nguyên siêu bác nhá. Thì bộ micro này tay nó rất xịn sò luôn. Tay nó sơn ăn lốt. Có chống lăn chân lăn này, có hai tai này, có nguồn này, có số ly này. Pin dùng thử một lần bỏ đi này. Rồi dao găng ten này. Rồi là bộ tay thì dùng sơn át lốt nhá, sơn xoáy cái tay ra. Em đi về đi, cho ông tóc săn phụ, tại vì ông đi săn chung xe đúng không? Thế em đi về đi. Đấy bao nhiêu? Sơn nó không phải như cái dòng máy này còn hên xua rất nhiều, bỏ giữ cho anh cầm cho anh. Hên xua rất nhiều. Trong này hên xua rất nhiều tại vì nó sử dụng tay của nó là xịn sò ngay phần tay của tay nó là tay nhôm ấy nhá, tay nhôm mà sơn lại sơn lốt chống xước, chảy xước, bong chóc. Đó, cứ mua em bộ mới chính hãng rồi dùng, đỡ còn mua xua nhái các bạn. 1,7 triệu bao cước trong hôm nay. 1,7 triệu bao cước trong hôm nay bác nhá. Ok rồi ạ. Tiếp theo lại lên like cho bác tiếp là bộ lưng tiếng chính hãng của PS. Mỗi ngày thị trường anh đang bán 1,7,8 triệu thì hôm nay thì mình này sell cho bác này giá giật mình này. Bóc nước túi ra thì hàng mới tinh bơm nước túi. Các bác đỡ khỏi mua những cái hàng loại 1, loại 2 cứ chơi cho em hàng chính hãng này tiếng hay lắm. Thay vì em bán giá theo liên miết thì bây giờ em bán cho bác gọi là bán tới tương tác thôi đấy. Thì hôm nay em công luôn công khai giá 1,1 triệu đỡ khỏi inbox của em. 1,1 triệu bộ này con lưng tiếng này cho giải âm cực kỳ hay các bác nhá. Các bác nào nghe nhạc hát karaoke
hay gần gần lưng mic thì bác cứ chơi cho em những con lưng tiếng ngay vào, cho giải bát, giải chung, giải chép lên tí tách nó hay hơn rất nhiều. Giá 1.100.000 đồng thôi nhá, 1.100.000 đồng đấy, nguyên đai nguyên tem, bảo hành 2 năm, giá thanh lý bảo hành 2 năm, chất chưa, không phải nghĩ đâu nhá. Thì đây là bán hàng mới thanh lý mà, bán hàng mới cho bác mà, bán hàng mới cho bác giá thanh lý 1.1 triệu, bảo hành 2 năm, hàng chính hãng nhập khẩu. Ok rồi, cho anh con đẩy đi ạ, một con đẩy để mua nhà Hiếu Minh, hàng gọi là hàng siêu lướt bác nhá, anh em này như mới luôn, còn chưa kích hoạt này, hàng nhà em luôn nhá, bụi bặm chưa có mấy này, tí ti thôi. Con này đang bán là 10.500.000 đồng. Anh lên không anh? Anh có lên không? 10.500.000 đồng. Và hôm nay Hiếu Minh bán được một con hàng lướt này, nguyên siêu, nguyên đai, còn cả hộp nhá, vì là hàng nhà em mà. Em để demo em test được một tí thôi, ngày Tết thôi, nói thẳng luôn em, hôm rồi em test ở cái bộ ở nhà em ngày Tết. Thì em bỏ ra nó chạy được có một tầm nửa tháng, nó quấn ít bụi vàng. Bán sale cho anh em này vốn về này, 7.600.000 đồng, con đẩy 4 kênh này, 1.000W kênh của TB nhá. Bảo hành 1 năm nhá anh em nhá. 7.600.000 đồng bảo hành 1 năm. Các bác ơi, H4.10 Plus. Đấy, quá nhanh tay nhá. 7.600.000 đồng, 1.000W kênh. Rồi ok ạ. Hộp nó đây, vậy hộp này cho vào hộp này. Còn ở hộp nhá. Quay nhìn trông ít thế thôi, mình nhiều quay mà đến gần nửa tiếng rồi vẫn chết hàng. Còn bao hàng. Tiếp theo là cho đôi DMX lên đi em. Em muốn đôi DMX thanh lý hàng zin xịn. Nhưng thanh lý đây này. Thôi được rồi. 5.500.000 đôi này nhá, đọc giá luôn này. Phải thật nhanh tay đôi này, thật sự em nghĩ đôi này sẽ nhanh hết nhất trong mọi thời đại. Đôi này vì tại sao bán 5.500.000 mà lại nhanh hết nhất? Tại vì nó sụp bát. Tép neo được. Tại em vừa quay ra có cậu em gọi lên ngắt mất video thì báo cáo biết này. Đôi này ấy, tại sao em nói là 5.500.000 nhanh hết nhất luôn trong mọi thời đại? Tại vì có nguyên nhân, nó sử dụng tép neo mà hàng ấy bao zin nhá. Về anh em mở côn neo xem thoải mái nhá. Đây. Sử dụng tép của RCF này, của chép là LKX V14. Đấy. Vật nhà hàng zin hết. Đấy nói thì cho bác dễ hiểu nè. Hàng Minh bao zin hết nhá. Bao zin bao xịn hết các bạn. Đấy. Ừ. Bao zin bao xịn hết này. Và mất một chiếc thùng nó bị vận chuyển về nó bị gãy này này. Đấy, có nhìn chưa? Nghe em dụng mất cả cái đấy rồi nên là còn về nó đục đúng như này thôi, nó bị gãy mất cái này. Còn thì nó còn đúng thế này. Về anh em có thể cắt cái này ra cũng được. Em nghĩ là về anh em cắt đi xong anh em mua tân trang nhá. Đấy, bán có 5.500.000 thôi. Đấy, nhà nó xấu thùng. Thùng thì thùng gỗ ván ép mỗi điểm đấy thôi, chẳng có gì cả. Còn những cái điểm chày thì cũng nói, chày thì mông đơn giản lắm. Vì đằng nào về các bác mông thì cái điểm chày thì mông đơn giản. Còn chiếc này, quay anh quay xe anh chiếc này. Căng chiếc đầy đủ nhá. Căng ở đâu nhỉ bé nhá. Đấy nhà nó bị chày này, những vết chày em đang em tuốt tát cho anh em này. Phun sơn chen che này hết ngay, nó như mới ngay. Chỉ có mỗi điểm gãy này là em không chế được. Đây em định nếu mà các điểm chày em mông là em lại bán bình thường các bạn, chứ không. Vì là những cái này là phun lấy máy phun ấy, phun sơn phun một phát lấp sần lên là che hết ngay những cái vết này này, vết chày này, những cái vết này nó gãy cái này rồi này, em không chế nó tốn thời gian quá nên là bán cắt lỗ nhá, giá lỗ mà, vì nhập cả lô về mà, cả lô 70-80 đôi, 60-70 đôi về bán hết rồi. Các bác xem clip nhà em bác biết rồi, các bác gõ luôn cho em này đôi loa DMX VX12 mã này, trên trường đang bán. Anh hôm trước em bán thanh lý đã 8.500.000 rồi đấy, chả gì giấu giếm cả. Còn các chỗ khác toàn bán là 9.500.000 đến 10 triệu thì hôm nay bán chỉ vì mỗi cái này thôi. Chỉ vì gọi là xấu thùng chỗ này thôi. Em bán 5.500.000 chỉ đơn giản thôi, căng đâu. Một chiếc nhá ca. Ở đâu? Một logo đâu rồi? Nói chung là cái căng này, cái logo này em có, em cho các bác, không lo thiếu logo đâu. Logo này em có đấy, em lấy cho bác nhá. Nói chung đầy đủ hết, chỉ mỗi gãy này thôi nhá. 5.500.000 bao zin. Anh em thợ về lấy về là có công nhá. Anh em thợ lấy về có công nhá. Có nhá. Anh em thợ lấy về cũng công. Ok xong rồi. Cho vào đi, cho vào chiều bắt anh lên. Dọn cơ. Cho đôi JBL lên. Đôi JBL thầu khách. Để gọn vào chồng lên nhau đi bé. Sắp hết rồi. Cố lên. Nói thật sự quay hàng thanh lý này rất là tốn công. Nhiều bác còn vào lên clip có bảo em đổi hàng thanh lý không, đổi làm gì có công đâu mà bác còn đổi.
như cái đôi này nhà em đôi bán lỗ này bao đổi để em chết à, bán đất gọi là nó hơi quá làm từ thiện bán đất đi à, mới đền à, đúng không ạ, bán ra lỗ nhiều cái là lỗ, có cái cũng như có cái một số cái em thâu của khách hàng ấy là em có cộng công 100-200 nhưng cái công đó nó chỉ bọc cái hộp xốp các thứ thôi, nên là các bác có xem hàng thanh lý bác mua thôi chứ đổi các này em không đổi các hàng thanh lý đấy, các bác thông cảm cho em nhá. Đấy mình nó cũng chân thật mà, vì là bác thì rất tốn công vừa cả buổi trưa, vừa giả nhân công này, giả làm thêm trưa này đấy, hai là tốn công lắm, vừa bày cái đống này ra là hết mấy năm mấy thợ rồi, ba thợ rồi ghi ghiếc rồi, cũng với công em quay nữa là hết nguyên mất lửa ngày của em. Nói các bác để bày chỗ này ra cũng phải lắp vào, cũng chưa kể bán hàng đóng hàng là nguyên mất nguyên một ngày đấy các nhá, nên nó không sung vui sung sướng gì đâu. Chẳng qua là khi bác đổi cái hàng mới bình thường nhé thì em còn có lời lãi một tí thì em làm thôi, còn nó tốn công lắm các bạn, làm cái hàng này không phải đơn vị nào cũng làm đâu nhá. Ví dụ anh em đi đổi cái hàng mới thì không nói, đổi cái hàng mới các bạn, nhưng anh em đi đổi hàng mới, anh em bán thanh lý hàng mới nó khác. Còn báo cáo bác có đổi cái hàng như kiểu em thâu lại của khách hàng cái bát này hay là cái bát chép chết này chẳng hạn, bác bảo đổi về là mình có công đâu mà đổi, đúng không? Tiếp theo đôi JBL, đôi này thì bác chủ mua nhà em nhá, xin là báo cáo bác là bác chủ mua nhà em hàng zin hết nhá. 5 triệu mấy đôi này? 5 triệu mấy? 5 triệu 800 ngàn đồng đôi này. Đôi JBL ZRX có nhá, ZRX 112M nhấc lên được. Đây bác mua được hơn 5 rồi, 2 năm rồi. Hàng nhà Minh nhá, sản xuất tại Mỹ bác nhá. Bác chép zin nhá. Nhưng tại sao rẻ như vậy? Tại vì một cái chép đang bị chết và anh em tự đi sửa. Đây này. Nghĩa là em bán mà giá nó rẻ bằng lửa rồi. Chỉ vì cái chép nó chết, mà cái thùng thì lành lắm. Bông thì nó hơi xù đi thôi. Về anh em lấy bàn chải tuốt đi nhá, bàn chải đánh đi hết. Đây này. Nghe tất cả hai chép đang zin nhưng mà một chép thì đang bị chết. Đây, cháy chép, em ghi rất rõ đây, cháy chép. Đó nhá, mỗi vậy thôi. Nghe về cái giá này anh em về tự sửa một cái chép, ok chưa? Căng ở đâu? Nghe bị cháy đúng một cái chép thôi. Nói hiểu ra là chỉ vì cháy một cái chép mà rẻ mua được lửa tiền. Ok chưa? Thực ra một phần là bác dùng nhà em hơn 2 năm rồi, và cái thứ hai là nó cái vỏ viết nó xù bông nhiều, xù bông thôi. Về cái này ý, thì xử lý dễ thôi. Về các lấy bàn chải bác đánh đi là hết. Lấy bàn chải không ý, tuốt đi là hết. Đây, JBL ZRX 112M. Ở đâu mọi thứ zin hết nhá. Nói chung cả hiện tại bây giờ zin hết cả chép zin, nhưng mà một cái chép bị cháy về các bác tự sửa. Đấy, nói rõ luôn nhá, 5 triệu 8 đôi này. JBL ZRX 112M. Đôi này chắc cũng chắc là hết nhanh nhất này. Vì nhập cũng không giá này, rồi ông cất vào đi không? Vì mỗi cái chép cháy thôi bán có 5 triệu 8. Rẻ bao nhiêu? Đôi full 30 nhá, full 30 nhá. Đôi loa của Mỹ. Ok chưa? 5 triệu 8. Rồi. À mà để đây, Thảo nó chưa ở đây cũng được. Để dịch vào trong đi nhanh lên. 5 triệu 8 nha các bác nha. Các bác xem cuối video có lộc cho bác đây, cuối video này. Đôi này đôi Vatasa căng ở đâu? Đây đôi Vatasa. Đấy, đôi này có 2 triệu 7 thôi. 2 triệu 7 thì em thầu khách, đôi này của khách nhá. Cái đôi vừa nãy cũng của khách mà đôi này cũng của khách. 2 triệu 7 đôi này. Thì các bác từ từ hay bác hãy chốt để em nói hết đã. Mà các bác chốt hàng bác gọi điện nhá, đừng nhắn tin Hiếu Minh, Hiếu Minh trả lời lâu lắm, thông cảm cho em. Nếu mà xem đến clip này thì dựng điện thoại loa lên. Ban lên. Đôi này nhá là mọi thứ zin hết này. Zin hết nhá. Mất một chiếc bát này này. Ở đâu? Cái bát này zin chứ. Bát này bát zin này. Đây, chiếc bát này. Chiếc bát này là chủ bị chuột cắn hôm trước bác chụp. Em có để hạ bác cái chụp. Bác chụp cho em là chuột cắn, nhưng mà bác xong bác em đây nói rõ nguyên hiện trạng đôi này, đáng nhẽ bác đổi từ em từ hôm chuột cắn cơ. Chuột cắn một tô tròn đây. Xong em nhập lại là giá là chuột cắn ấy,
Em nhập lại là giá là 2 triệu 2 bị chuột cắn là nhập lại 2 triệu 2, chuột cắn hỗ đây zin hết. Nhưng sau bác thì không đổi, ông bác lại đi thay màng. Cái chiếc một chiếc này đi thay màng này. Bác từ từ để em phân tích kỹ nhá. Cái chiếc này đi thay màng này. Trong bầu hôm qua bác lại ra đổi một đôi loa 30 nhà em. Đấy. Bác bỏ tiền ra thay màng thì em có nhập lại cho bác 2,5 triệu thì em cộng 200 là 2,7 triệu. Đấy, cũng là em bán thanh lý nhưng em phải cộng 200 vì đôi loa nó khác, loa mất công bọc biết các thứ, mất công xem đúng bác, bọc biết tốn công lắm. Thì bây giờ nói thật sự với 2,7 triệu bác đi mua đôi thùng gỗ này thôi đã hơn 2 củ rồi. Chứ đừng nói đến cặp phân tần này ạ, cặp phân tần này bác mua đã hơn triệu rồi ạ. Đấy. Thì đôi loa này đang là bán 2,7 triệu, mọi thứ hoạt động ok nhá. Mọi thứ nghĩa là người ta đi thay cái màng này rồi, hoạt động ok rồi, nhưng mà em test ấy là nó bị lỏng cái phân tần bên này này, cái phân tần chiếc bát bị thay màng này này. Là nó đang bị hỏng ở con trở gì đấy, nghĩa là về anh em xử lý cái phân tần thôi. Nghĩa là có thể chiếc muốn trở hay con tụ nào đó, về anh em thay muốn trở con tụ nào đó. Còn nghĩa là bây giờ người ta chỉ thay đúng cái màng này thôi nhá, người ta thay đúng cái màng thôi, zin hết nhá. Chép zin này, bát zin này, thùng zin này, phân tần zin này, nhưng mà cái người ta thay đúng cái màng này thôi. Nhưng mà hiện tại em test là một cái trở cái tụ nào đó nó đang tệ, em test lên ấy là cái tiếng chép bên này nó đang chói hơn cái chép bên này nhá. Nhà nghe em các bác nghe rõ em này, em test ấy là cái loa bên này nó đang chói tiếng chép hơn loa này đấy, nó do ở cái phân tần này này. Em đã kiểm tra kỹ rồi, từ cái tép này em mở từ côn trước ra rồi, zin hết này. Và em test cả từ cái tép này đảo sang đây rồi, test ok hết này. Từ bát này đảo sang đây, test ok hết này, chỉ có do cái phân tần này thôi. Nghĩa là có đôi này này em bán thợ, hiểu không, là đôi này em bán thợ 2,7 triệu. Về anh em xử lý cho em cái phân tần của cái chiếc loa đang thay màng này này. Thay màng mà gần giống ấy nhá. Đây, có nhìn gần giống nhau nhá. Nói chung không nói là không biết đâu. Nó vẫn là lón zin nó nhá, thay mỗi màng thôi. Chụp cắn này, nó vẫn lón zin nó này. Tại vì sao ở đây này cái gân ba lớp này, cái này gân hai lớp này, thấy chưa? Có nhìn chưa? Thoạt nhìn là tưởng giống nhau nhưng mà đây là gần hai lớp này và gần ba lớp này, cái này là thay màng thay rồi này. Ok chưa, nghe hoạt động ok hết rồi, người ta làm ngon nghẻ hết rồi. Chỉ có là cái tiếng phân tần ấy, cái phân tần của người ta ấy là đang bị hỏng con trở hay con tụ nào đó, về anh em đo, anh em thay một cái trở con tụ vào đó là xong. Vì là cái thay trở cái tụ là không nặng lề đâu, chỉ hết rồi 20-30 thôi. Đấy, nói thế anh thêm thợ thế là biết rồi đúng không ạ. Xem model đằng sau nào. Đấy, Patasa model là RF10 các bác nhá. Một đôi loa đến từ thiệu của Mỹ, bắt 25. Đằng sau bác chủ rất là cẩn thận là cắn chuột này. Nghe bác ý bị bị chuột cắn, đến khi bị chuột cắn rồi mới đi nào nghe mất bò mới lo làm chuồng. Chuột cắn rồi bắt đầu đi làm cái chắn này để em đến chịu bác ý mà. À quên. Bác ý là đi thay màng xong bác mình chắn cái này. Vì chắn này bác nhìn cái chắn mới tinh này. Đây, mới thay cái mai chắn mới tinh vào. Mới tanh luôn cái chắn này, kiểu bị chuột cắn mà. Đấy. Cắn mất cái màng. Thay cái màng. Nói chung 2,7 triệu là rẻ bèo rồi, không phải nghĩ ngợi gì. Anh em đi lắp loa gióng không hay bằng đôi này đâu. Ok nhá. Chỉ có lưu ý cho em là anh em thợ lấy về nhá, là cái con này ra bỏ phân tần con này ra đo xem con trở nào nó đang hay bị hay lỏng chân gì đó. Vì giá này em không thời gian đi xử lý cho anh em đâu, cộng có 200.000 bọc xốp thôi. Cái giá này nó rẻ bèo rồi. Như là anh em bỏ ra xem bị lỏng chân trở hoặc gì đó thì hàn lại là xong thôi. Ok, cho vào đi. Phân tích rất là kỹ này, bán hàng thanh lý nhưng phân tích rất là kỹ luôn cho bác luôn đấy. Rồi, cho đôi là Auto kìa, Auto King đi. Auto King bắt 20 kìa. Bế lô con kia ra đây, nghiền cố hết đi. Trước mắt các bác ở đôi Auto King. Nói lên cái giá em đọc cho bác này, hàng bao zin bao xịn nhá. Căng ở đâu ạ? Chạy vào lấy căng đi, bé. Hàng này Hiếu Minh bao zin bao xịn nhá. Bát là bát kép nhá. Bát kép này, bao zin bao xịn ạ. Hàng nhà em luôn. Em còn một đôi bán lấy vốn về cho anh em này. 1,5 triệu này. 1,5 triệu bây giờ chỉ mua những đôi chợ lời mà chỉ tầm bắt 15-16 thôi. Con này bắt 20 nhưng mà từ kép. Nghĩa là bác mua đôi lơ mua chợ lời ấy, cái bát nó không gấu bằng này, một đôi chợ lời chỉ được một bát với một chép này thôi. Mới đang bắt đầu mua tầm 1,6-1,7 triệu rồi. Đấy, cái đôi này các bác check cho em là trên trường anh em nhất. Bắt đâu rồi? Vẫn đang bắt thả à. Nghiêng lên. Đây, cao đầu kinh này. Quay sau đi, đẹp luôn nhá. Quay sau đi. Model nó là gì? Model bác check luôn cho em trên YouTube này, đôi này anh em thị trường đang bán 3 triệu, FB80 nhá, các bác cứ gõ YouTube là ra luôn. Và đến hôm nay 1,5 triệu. Đấy, ok chưa, bán lấy vốn về thôi. 1,5 triệu bác nhá, 1,500,000 đồng, bát 20, hai chép, từ kép của Alkin, hàng bao zin bao xịn luôn, bao đẹp luôn nhá. Ok chưa, 1,5 triệu nhá. Xong, tuổi quay nhanh vì nó rẻ lắm rồi, quay nhanh. Cho vào đi.
cho tôi quản lý nguồn gì đây cả. Cái đôi loa này em có tổng cộng 2 đôi này, hàng zin luôn nhá. Bán đôi loa của anh Quốc luôn đấy. Em muốn mà các bác, em muốn các bác xem hết clip lấy cuối đến cuối anh em lấy lộc thôi. Đây tiếp theo là quản lý nguồn của JD các nhá. JD KP200. Mẫu quản lý nguồn chính hãng của JD. Hàng nhập khẩu luôn các nhá, thương hiệu của Tây Ban Nha. Con này thì sử dụng này là công tắc tắt bật rồi. Là núm xoay vô cực công tắc bật này. Và phím tắt mềm này. Đó. Rất êm ái luôn, rất sang trọng, mặt này mặt phay nhôm thôi nhá, xịn sò kỹ khủng luôn. Và cái này có 10 cổng, à có 9 cổng, đằng trước là một cổng trước là đi trực tiếp này, automat bật này. Đấy. Rồi. Như quản lý là quản lý gần như quản lý điện số thôi. Quản lý con đời mới, quản lý điện số này các này. Tắt bật đồng lúm này. Đấy. Liền khối luôn nhá. Của JD nhập khẩu luôn các nhá. JD nhá. Cái mẫu này đang bán thị trường là khoảng 1.8-1.9 triệu thì hôm nay thì mình bán cho anh em là 1.200.000 đồng. Chính hãng của JD. Như vậy thì quản lý nguồn là thiết bị không thể thiếu những bộ dàn gia đình, sự kiện, phòng hát. Những quà quản lý nguồn này anh bao cho anh em cả những bộ dàn sự kiện chuyên nghiệp luôn nha. Gia đình, phòng hát, sự kiện chuyên nghiệp lấy quản lý nguồn này cực kỳ tuyệt vời, lẫy nó lẫy đồng cực kỳ dày luôn. Dây nguồn điện tải trọng lớn và có 2 công tắc phụ rồi. 1.2 triệu thôi. Các bác mua những bộ cái này nó có automat để chống chập cháy cho tình trạng sét đánh, chập điện này. Các bác chơi những bộ dàn kẻ hơn 10 triệu hay 20 triệu hay hơn 20 triệu, 30 triệu thì bác không nên tiếc những cô quản lý nguồn, vì bây giờ quản lý nguồn bây giờ có hơn triệu quản lý nguồn. Bây giờ em hỏi các bác chỉ cháy một cái chép, cháy cái loa giống như vừa nãy kìa, cháy một cái chép thôi hao ấy. Là giá trị loa nó khác hẳn luôn. Nếu không cháy chép đấy, xin lỗi các bác này, lên đấy, cháy một chiếc chép đấy là phải tầm 8 triệu rồi, 8-9 triệu rồi đúng không ạ? Nhưng chỉ vì cháy cái chép thôi nó khác hẳn, nên là các bác nên bảo vệ đồ của bác. Nhưng cái này đấy, cái này mà cháy thì nó linh kiện nó dễ, và cái thứ hai là cực kỳ xử lý rất là nhanh, bây giờ xử lý rất là nhanh luôn, và nó đến ngưỡng của nó rồi, 1.2 triệu thôi các bạn. Mà tình trạng như sét đánh các bác thì bảo vệ cực kỳ an toàn luôn, 1.2 triệu thôi các nhá. Ok, xong rồi, tiếp theo cho răng sau lên lưng cho cả ba cục lên lên đây hết rồi. Đằng sau cái gì ạ? Vang à? Ừ. Hôm nay mình xả cho bác 2 con vang mới tinh này. Tuột nắp rồi. Ơi quên không ghi giá này, 3.6 triệu này. Con vang cơ lai số nhá, cơ lai số. Có tích hợp revert, bluetooth tổng quang đầy đủ, có điều khiển đấy. Có điều khiển nhá. Con vang PSSV88 mới tinh đập hộp bảo hành 25. Xả hàng thanh lý nhưng bảo hành 25. Tuyệt vời chưa ạ? Để các ông mua đâu phải nghĩ ngợi. Có điều khiển luôn, có tích hợp bluetooth cổng quang USB đầy đủ không nhá. Tích hợp bluetooth cổng quang USB đầy đủ ạ. PSSV88, sản phẩm chính hãng của PS Auto đang bán thị trường là 2.2-2.4 triệu. Và hôm nay em bán cho anh em lấy vốn về 1.600.000 đồng, hàng mới tinh đập hộp nhá. Đây là hàng mới tinh đập hộp các nhá, bảo hành 2 năm. Đấy. Đây các cái chân jack vẫn là các cái lúp chụp này vẫn nguyên này. Đấy. Dầu bluetooth này, nói chung mọi thứ vẫn mới tinh, bảo hành 25 bác nhá, 1.600.000 ạ. Các bác chơi con vang này cực kỳ hay, cái điều quan trọng hay ở cái đầy đủ tính năng này. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống đèn nháy này, như một con lọc luôn, hệ thống đèn nháy gọi là hệ thống đèn nháy theo nhạc đấy, cực kỳ chất lượng luôn bác nhá, hệ thống đèn nháy theo nhạc luôn, cực kỳ xịn sò luôn, 1.600.000 đồng. Ok ạ. Rồi tiếp theo đấy, thế là lúc con vang này sẽ quay sang loa này. Loa em còn chưa vệ sinh này, loa chưa vệ sinh này. À, chưa vệ sinh. Tiếp theo nữa con vang cũng hiển thị con vang cơ PS RX 300, con vang quốc dân mới tinh đập hộp nhá. Điều khiển này, nguồn này, bluetooth đâu, để dâu anten bluetooth, có anten nhá. Đây anten bluetooth với cả vít điều khiển này. Con vang này quá có nâng cấp trên những chiếc âm ly cũ kỹ của bác. Nếu bác ở vùng xa xôi, những bác ở chơi âm ly mà không có chống hú thì bác vào chơi con này có chống hú này, bluetooth này, reverb này, reverb những reverb nhẹ lắm nhá, rồi tính năng nó tích hợp một chút thôi. Cái thứ hai nữa là echo rất là mượt mà. Cái thứ ba nữa là có điều khiển hiển thị số,
và màn hình LED đấy. Còn vang này tiếng rất là hay rồi, dễ sử dụng. Bạn nào mới chơi, mới đam mê thì chơi con vang này. Giá thị trường đang bán là 1,92 triệu, thì mình bán là 1,4 triệu nhá. 1,4 triệu là hàng mới tinh, bảo hành 2 năm. Lưu ý nhá, bảo hành 2 năm, hàng thanh lý nhưng bảo hành 2 năm. Vì đây em bán hàng mới, giá thanh lý cho anh em, bảo hành 2 năm, 1,4 triệu con vang này. Giá tốt nhất thị trường Việt Nam luôn. Đấy, anh em có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ em nhá. Tiếp theo là 2 đô la friend, lấy căng nó đặt lên đây. Đặt căng lên đây. Đặt căng lên đây cho anh với để cho bác dễ nhận diện căng nó. Không bị ngược vào. Hàng 2 đô này là bao zin, bao zin xịn đó nhá. Bao zin bông cái căng nữa. Nó để căng này bác dễ nhìn luôn thế được rồi. Cái căng em nắp vào đây đi. Bóc bóc cái đấy ra. Căng em nắp hẳn vào đây cho anh. Để lắp vào đi bác dễ nhìn. Nhìn trước nguyên kiện. Đây hàng em chưa vệ sinh nó đẹp này rồi. Không phải mà vá víu gì cả, thùng quách đẹp nhá. Đấy. Em tồn được cửa hàng còn 2 đôi này. Lô này các bác gõ luôn cho em đô la phên K12 luôn, ra clip nhà em luôn. Hoặc đô la phên này các bác gõ luôn trên trường anh em đang bán giá bao nhiêu. Thôi quay quay đằng sau đi. Đây mà đằng trước em nói nhá. Rồi sau đẹp luôn mà nhá. Model K12 công suất là kinh khủng luôn, về anh em đi show được này, show trộm được này, em đã có bài test rồi. Công suất là 400W đội chở 8 ohm. Các bác nhớ 400W đội chở 8 ohm, tại sao công suất mạnh vậy? Các bác em xem review nội thất. Độ nhạy giải từ 50 đến 18 kHz, độ nhạy 97,5 kDB. Và điều quan trọng cái mặt này phải nhôm, tấm nhôm này. Thì bác gõ trên thị trường em đang bán đôi này đang bán giá 11 triệu rưỡi. Thì nhà Hiếu Minh đang bán đôi này là 10,5 triệu đồng. Em đã có 10 triệu đến 10 triệu năm mới, em đã có quay clip rồi, bác gõ luôn cái đôi đen là Loa Phen K12, nó ra luôn clip nhà em luôn nhá. Nó về cùng cái lô 15-60 đôi đấy. Thì cái bây giờ còn gọi là mình lâu không review thì bán cái đợt đấy nó gọi là về lô loa với rồi. Thì có những lô quảng cáo, tính em quảng cáo một lần thôi. Một lần thì bán sau còn tồn được 2 đôi thì hôm nay bán gọi là hóa giá cho anh em 7,5 triệu đồng đôi. Bây giờ gõ đi đang lắp một cặp loa giáp, loa gióng. Loa giáp, loa gióng phải tầm độ khoảng 5,5 triệu, 6 triệu đúng không ạ? Mời gọi là hàng gióng, hàng giáp, thùng này không phải thùng gỗ. Ở đây em bán cho anh em đôi loa bãi xịt. Các bác gõ luôn trên Google, website Google ấy, đôi này đắt tiền lắm. Mấy chục triệu. Thùng gỗ ván ép, các mua đôi mà thùng gỗ ván ép thì 6, 7 triệu. Các bác mua các bác biết. Hoặc cậu em chẳng nhẽ em đi giờ em định bán em đi bán cặp thùng này không nhá. Em từ đầu em định nghĩ là em bán cặp thùng không mất việc quá. Cắm và bán cái đôi vỏ thùng này không cũng phải tầm khoảng 2,5-3 triệu rồi. Trong đầu em định đi bán vỏ thùng không, rồi bán cặp phân tần không. Trong đầu em phải tính hết rồi. Cặp bát không thì các bác đi mua đơn vị khác mà xem. Cặp bát nhấc cái bát lên. Quan trọng cái bát này này các bác này. Cái bát cái chép nó dùng bát chép gì? Bát chép của Anh Quốc luôn này. Nhấc bát lên được cả. Kéo tuần. Không nhấc chép ra đẩy từ ngược lên. Nặng quá đúng không? Bát to quá. Này, chép phên này, chép khối này. Đấy, đây con này từ là nếu đo hết vành này là từ 200 bác nhá. Nếu đo hết cái vành rút ra. Xoáy ra này. Rút rồi lấy ra này. Nghe cái sử dụng cái bát này. Bát phên mà cái bát này nó giống như là cái bát Emlyn đấy bác nhá. Nó chính là cái bát Emlyn đấy. Emlyn của Mỹ ấy. Đây là kiểu bên hãng phên ấy, họ sản xuất loa ấy, thì họ nhập số lượng lớn, họ độc quyền cái thương hiệu, cái logo này này. Đấy, còn chính này cái bát này chính là bát Emlyn đấy. Các bác có thể mua cái bát này rồi bác gõ luôn trên Google website, bác gõ một đôi bát này thôi, bát 50 như em đang quay này. Thì đã là khoảng 6 triệu. Nhà anh em mua bãi nó phải tầm khoảng 5 triệu. 5 triệu một cặp rồi. 5,5 triệu một cặp rồi. Còn anh em mua mới thì khoảng em không biết bao nhiêu, em chưa tra, nhưng mà em thấy anh em bán bãi đã 5 triệu một cặp, 5,5 triệu một cặp này rồi. Đấy, cặp phên này. Cặp bát này thôi ạ. Để bác cứ đi tham khảo bác biết. Đấy. Và hôm nay thì mình bán có 7,5 triệu đôi này thôi. Hoặc bác gõ luôn, em đã review đôi này rồi. Không nói dối. Và hôm nay bán lấy vốn về rẻ được cả 3 triệu đồng nhá. Hàng ấy bao zin bao xịn nhá. Bao zin này. Bao zin bao xịn nhá. Bao zin hết nhá, từ cái chép trước này. Zin đét luôn nhá bác nhá. Đấy. Zin đét luôn. Còn chép này nó chép hàn bác nhá, chép hàn này. Tại vì hôm trước là có những cái nó bị tuột dây này, em hàn thôi, còn này nó nguyên keo này.
nguyên keo chỉ này. Anh em còn mở côn ra xem thoải mái nhá. Tại vì hàng em bán bao zin mà. Mở ra. Nhấc lên. Nói chung là 7 triệu rưỡi luôn này. Nói chung 7 triệu rưỡi không mua không biết làm thế nào. Bát chép xịn anh. Mở ra cái này xuống đít này, đít đúc nhá. Coi như đít đúc rồi. Cái chép đít đúc này của Phen bác gõ luôn mã của nó này. Xuất là mã của nó là rồi. Mã là CD 140 này. 140 này. Em nhé, 7.500.000 đồng luôn này. Cái bao ngoài bát nó đánh hay lắm vì bát nó to. Thì bác nhìn bát nó ra bát đo hết vành này nó từ 200 rồi. Bát hết vành này từ 200 cộng với là chép, nó dụng chép là chép hệ thống là chép khối kia thì bác thấy đánh ra lên công suất nó lên 400W nó là vậy. Với luôn loa đẹp này em bán lấy 4 về lốt. Anh em có nhu cầu thì hộ em. Và clip của Hiếu Minh lên YouTube và xem ở hộ em nhé. Xin lỗi lại chào bác nhá và hẹn bác clip tiếp theo.